thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị nêu rõ, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phấn đấu đến năm 2030, ngành khí tượng thủy văn nước ta đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực châu Á. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân nhất là người đứng đầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết thường xuyên liên tục phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nâng cao năng lực chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn giám sát biến đổi khí hậu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khí tượng thủy văn bảo đảm điều chỉnh toàn diện các đối tượng phạm vi loại hình hoạt động có liên quan củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác khí tượng thủy văn gắn với đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả phân công phân cấp xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan tổ chức liên quan nhất là người đứng đầu có lộ trình phương án phù hợp để đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khí tượng thủy văn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động làm công tác khí tượng thủy văn bảo đảm chuyên nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tại chỉ thị ban bí thư cũng yêu cầu phát huy vai trò trách nhiệm của bộ quản lý chuyên ngành trong việc huy động quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước nhất là các nguồn vốn ưu đãi quốc tế cho công tác khí tượng thủy văn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đặc biệt với các quốc gia phát triển các quốc gia ở thượng nguồn các con sông xuyên biên giới ưu tiên các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phục vụ quan trắc, đo đạc, thám sát, chia sẻ thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trên biển Đông. Tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, kinh nghiệm với các nước, các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho ngành khí tượng thủy văn Việt Nam với vai trò là trung tâm dự báo khu vực của tổ chức khí tượng thế giới.